Chào mọi người, Du Cây đây, anh em có thắc mắc sẽ ra sao nếu nam giới cũng tới tháng không? Nay ta sẽ cùng tìm hiểu qua bộ phim Born to be Human. Anh em nhớ like với đăng ký kênh Du Cây Review nhé. Đây là cậu nhóc sinh ra và lớn lên với hai hệ thống sinh sản khác nhau, bên ngoài thì cậu nhóc như bao cậu bé bình thường nhưng cơ thể thì lại có kỳ kinh nguyệt như con gái. Bạn bè trong lớp trêu chọc cậu nhóc là con gái vì biểu hiện kỳ lạ của cậu nhóc đó làm bọn chúng khó chịu. Vào tuổi thành niên thì Anan cũng như mấy cậu trai khác là có tò mò muốn tìm hiểu cơ thể phụ nữ, nhưng khác biệt với bạn bè là cậu bắt đầu bị đau bụng quằn quại một vài ngày mỗi tháng. Ban đầu thì mẹ chỉ nghĩ rằng Anan bị chứng đau bụng bình thường thôi, nhưng cậu đã dùng thuốc mà vẫn không hề thấy khá hơn tí nào. Thậm chí hôm đó bụng của Anan càng lúc càng đau đớn hơn nữa. Cậu nhóc đã xin đi vệ sinh khi đang học nhưng khi Anan nhìn xuống thì bàng hoàng bất ngờ khi thấy nước tiểu tự nhiên lại có màu đỏ đỏ. Mấy thằng khác đi theo cũng thấy cảnh tượng Anan tiểu ra máu. Nhưng thay vì tụi nó hỏi han Anan thì đám đó lại xúm lại bắt nạt cậu ta. Sau một khoảng thời gian dài bị bạn bè bắt nạt trên trường thì Anan đã dần dần thu mình lại. Cậu bé về nhà rồi lên mạng tìm hiểu về tình trạng của bản thân nhưng tin tức thu được trên đó làm Anan lạnh cả xương sống, đi tiểu ra máu có thể là biểu hiện của ung thư bàng quang. Và thế là vào bữa cơm thì Anan cũng chẳng còn thèm ăn nữa vì cơn đau bụng dữ dội. Cậu nhóc chạy thẳng vào nhà vệ sinh khi đang ăn rồi cha mẹ cậu nhóc cũng chạy vào xem có chuyện gì thì họ cực kỳ hoảng loạn khi thấy cảnh tượng đó. Cả hai đưa Anan tới gặp bệnh viện kiểm tra xem con mình bị gì nhưng ông bác sĩ này quá vô tâm rồi. Sau khi kiểm tra sơ bộ qua thì cô bác sĩ chẩn đoán Anan chỉ bị nhiễm trùng thông thường thôi. Bác sĩ bảo cha mẹ hãy đưa Anan tới khoa tiết niệu để kiểm tra kỹ càng hơn, nhờ những lời đó của cô bác sĩ mà cậu bé cũng bớt lo lắng hơn. Đây cũng là cơ hội ngàn vàng của Anan để cậu nhóc nghỉ ở nhà chơi game ăn snack cả một tuần dài mà không bị mắng. Nhưng khi Anan lên lớp học lại thì bụng cậu bé lại bắt đầu đau đớn cực kỳ. Thậm chí Anan còn ngất xỉu ngay đường chạy bộ vì quá đau bụng. Giáo viên xung quanh thấy thế thì ngay lập tức chạy tới cõng Anan đi vào trong phòng y tế. Và ngay khi vào được phòng y tế thì họ thấy máu đã dính đầy hết lên quần áo trắng. Cô y tế sốc ngang khi thấy máu me đầy người cả hai nên đã hỏi Anan có phải đang tới tháng không? Nhưng đây là học sinh nam cơ mà. Cha mẹ cậu biết tin này thì ngay lập tức tới đưa Anan đi bệnh viện gần đó khám xem như thế nào. Lần này là một bác sĩ chuyên ngành tiết niệu có tâm tên là Lee đã cho Anan hàng loạt bài kiểm tra xem cậu nhóc bị gì. Bác sĩ Lee cho ra một kết quả cực kỳ sốc là Anan bẩm sinh đã có bộ phận sinh dục khác nhau. Chính xác hơn là Anan có cả bộ phận ấy của cả nam và cả nữ. Có thể nói cậu bé là một người lưỡng tính. Chính vì tình hình khó khăn như thế nên bác sĩ cần kiểm tra nhiễm sắc thể của Anan kỹ càng hơn. Và dựa vào kết quả thu được thì bác sĩ Lee đề nghị làm phẫu thuật chỉnh lại giới tính cho cậu bé. Tất nhiên là cha mẹ cậu bé cực kỳ sốc với tin này dù họ không hiểu gì nhiều. Vì họ sợ là cậu con trai trong nhà không phải thành nam hay nữ mà sẽ thành một phiên bản họ không mong muốn. Thế nên bác sĩ Lee phải nhẫn nại giải thích vấn đề cặn kẽ cho cả hai người. Mà người mẹ chỉ lo lắng về vấn đề Anan vẫn có con được hay không. Gia đình cũng sợ là cậu bé sẽ suy nghĩ quá nhiều quá tiêu cực nên họ không dám nói ra sự thật khi đang đi về nhà. Sau đó bài kiểm tra nhiễm sắc thể cho ra kết quả và Anan là nữ với hai nhiễm sắc thể X. Đây là lựa chọn tốt nhất cho cậu bé khi phẫu thuật giữ lại hệ sinh sản của nữ. Mà nếu như Anan không chịu làm phẫu thuật thì có khả năng rất cao là tương lai cậu bé sẽ bị ung thư. Nên Anan đã được đưa vào phòng mổ trong khi cậu bé không hề biết mình sẽ được phẫu thuật gì. Cha mẹ chỉ đành phải loại bỏ bộ phận nam giới ra khỏi cơ thể Anan mà không nói cho cậu biết. Khi tỉnh dậy thì Anan thấy cậu bé của mình đã bay mất nên rất sốc và buồn bã không thèm ăn. Ngày nào cũng bực tức lên cơn với cha mẹ nhưng chú chim non cũng bay mất tiêu rồi chẳng còn bắt lại được nữa. Mà cha mẹ Anan quyết định như thế cũng vì con họ bẩm sinh đã có cả bộ phận ấy của cả nam lẫn nữ. Họ chỉ làm như thế sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy Anan là nữ giới. Kể từ khi đó cha mẹ bắt cô bé phải để tóc dài và mặc đồ của nữ giới để giống con gái và đúng với giới tính nhiễm sắc thể. Thậm chí cả quà sinh nhật cũng là bánh kem màu hồng và búp bê đồ chơi. Anan thật sự không thể chấp nhận sự thật này được rồi, cậu đã đốt con búp bê cháy đen như thể không chấp nhận giới tính của mình là nữ. Nhưng cha mẹ lại không nhận ra con mình đang đau khổ mà họ nghĩ rằng chỉ cần giúp Anan chuyển trường rồi đổi tên khác thì cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn. Ban đầu thì mọi thứ rất ổn. Bạn cùng lớp ai cũng u mê với vẻ ngoài ngọt ngào xinh đẹp của cô bé Anan, nhưng bạn bè không biết rằng đó là một sự đau đớn trong lòng khi Anan nghe bạn bè nói như vậy. Đó là cậu vẫn luôn luôn tin rằng bản thân là một cậu con trai. Đặc biệt là khi Anan thấy cô bạn xinh đẹp cùng lớp tên là Chi. Khi đó trái tim Anan bỗng rộn ràng như những cậu con trai mới yêu và khi Chi quay qua thì Anan lại ngượng ngùng cúi mặt xuống. Rồi Chi vô tình thấy và nhắc cô bạn rằng máu đang chảy đỏ hết cả cái ghế rồi kìa.
Rõ ràng đây là do bà dì của Anan đã tới thăm nhưng cô bé lại không có kinh nghiệm xử lý tình huống khó khăn như thế này. Thậm chí Anan còn hoảng loạn chạy luôn vào nhà vệ sinh nam. Khi Anan chuẩn bị quay lại lớp học thì cậu nghĩ mình sẽ lại bị bạn bè xung quanh trêu chọc rồi lại buồn bã tiếp. Nhưng khi vào lớp thì thấy Chi đang dọn dẹp mọi thứ giúp Anan. Điều này làm cậu cảm thấy ấm áp và thậm chí còn thích cô bạn Chi nhiều hơn. Mối quan hệ của cả hai cứ thế mà gần gũi tốt đẹp dần lên và thậm chí cô bạn còn hướng dẫn Anan cách đi mua đồ dùng cho phụ nữ nữa. Sau đó là cùng nhau đi shopping thử các món đồ và cùng nhau làm tóc. Chi luôn phải nhắc Anan là hãy đứng thẳng người với lại hãy tự tin lên. Và cứ thế cả hai trở thành bạn thân sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật cho nhau. Đối với Anan thì cô bạn Chi chính là điều tốt đẹp nhất từ khi cậu bé chuyển đổi giới tính. Anan vui vẻ chạy ra khoe việc này với mẹ mình nhưng bà ấy lại bảo cô chăm sóc da mặt đi chứ cứ long nhong như này sau này sao lấy chồng. Thậm chí không chỉ là lấy chồng mà mẹ còn muốn Anan có con nữa. Cậu không thể hiểu được vì sao bản thân lại chịu cảnh khổ sở như thế này. Cậu vừa nói vừa khóc rồi mẹ tới vỗ về an ủi Anan rằng con là người đặc biệt nhất trên thế giới này. Nhưng mà Anan không muốn làm người đặc biệt mà muốn được sống như người bình thường thôi. Không phải chịu khổ sở tra tấn do giới tính như thế này nữa. Và khi đến trường thì điều trớ trêu đã xảy ra là cậu nhận được thư tình giấu trong học bàn. Khi Anan biết đây là từ cậu chàng dễ thương ở lớp bên cạnh thì Anan quăng thẳng lá thư vào cặp luôn rồi bực mình đuổi hết mấy cô bạn túm tụm xung quanh đi. Cô bạn này thấy Anan cư xử kỳ lạ quá thì lại chạy tới lục cặp sách của Anan nhưng lại không thấy thư tình đâu cả. Thay vào đó là một lọ thuốc chống trầm cảm to bự đập vào mặt con nhỏ đó. Nó liền nói Chi hãy tránh xa con nhỏ ngáo ngáo này ra chứ không lại lây thói cư xử ngáo ngơ của Anan thì chết. Nhưng Chi đã xem Anan như một người bạn tốt nên cũng kệ con biết kia nói gì và thậm chí còn đối xử tốt hơn với Anan. Chi thậm chí còn chia sẻ với cô bạn về vết thương trong gia đình mình. Anan cảm nhận sự chân thành của Chi nên không muốn giấu Chi thêm nữa. Thế là cậu đã nói ra sự thật về bản thân và đây là bắt đầu của chuỗi bi kịch. Một nhóm mấy đứa đang bắt nạt xé đồ của một bạn nữ khác ra và nói muốn khám phá cơ thể của bạn nữ đó, thậm chí còn muốn kéo cái quần nhỏ xuống để xem đây là con trai hay con gái. May mắn là Chi đã chạy tới kịp lúc nắm đầu mấy đứa kia ném ra ngoài cứu lấy bạn mình, mấy con cờ hó cái đó không biết vì sao Chi lại bảo vệ thứ như Anan. Vốn dĩ cậu cũng không hề muốn bản thân được sinh ra khi mang cả hai cơ chế ấy của cả nam lẫn nữ. Ngay khi kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể cho thấy Anan là con gái thì cả gia đình và bác sĩ đã đồng ý làm phẫu thuật chuyển giới cho Anan một cách bí mật không để cậu biết. Sau khi Anan làm con gái một thời gian thì cậu tin tưởng và kể hết mọi thứ cho cô bạn tên là Chi. Nhưng mấy đứa cờ hó khác không biết thì nghĩ Anan lại mắc bệnh tâm thần nên phải dùng thuốc và rồi con đó nói với cả lớp là hãy cô lập Anan vì nó bị bệnh. Chi đã cố gắng khuyên con đó hãy tốt với Anan nhưng hiển nhiên là nó không chịu nghe Chi nói, rồi còn bảo người bệnh tâm thần có thể lên cơn bất cứ lúc nào đó. Khi Chi biết con cờ hó đó khăng khăng muốn thông báo với giáo viên thì Chi đã từ từ nói ra vấn đề giới tính của Anan, vì vốn Chi nghĩ rằng nó sẽ chấp nhận cô bạn tội nghiệp này. Nhưng tất nhiên con cờ hó thì đâu hiểu tiếng người đâu chứ. Ngày hôm sau Anan đến trường thì cậu đã trở thành mục tiêu bắt nạt của mấy đứa khác. Chúng gọi Nan là ái nam ái nữ và cậu nhận ra mình đã bị Chi phản bội. Sau đó ba đứa lao vào hội đồng muốn xé đồ cô bé ra để xem cô bé là nam hay nữ. May mắn thay khi Chi xuất hiện nắm đầu tụi nó kéo ra ngoài cứu bạn mình. Nhưng bây giờ ánh mắt Anan nhìn Chi đã không còn như trước nữa rồi. Sự phản bội đến từ cô bạn Chi còn khó chấp nhận hơn việc bị đám kia đánh đập hành hạ. Và sau đó Anan cũng không đến trường học nữa. Cậu tự nhốt mình trong phòng mà không hề ăn uống ngủ nghỉ gì cả. Mẹ rất lo lắng cho tình trạng của con mình nên đã gọi điện cho bác sĩ Ly thông báo và hy vọng có thể tìm cách giúp đỡ cho Anan. Nhưng khi trợ lý của bác sĩ Ly thấy sự thay đổi trong cơ thể của Anan thì anh ta nói rằng có thứ gì đó nó rất không đúng. Rằng Anan đã thay đổi rất nhiều sau khi sử dụng hormone estrogen. Hóa ra số thuốc mà Anan tưởng có tác dụng chống trầm cảm thực ra lại là hormone estrogen được chính cha mẹ nhờ bác sĩ Ly kê đơn. Cả thế giới ai cũng lừa dối Anan kể cả cha mẹ bác sĩ hay người bạn thân nhất. Ai cũng nói là họ chỉ vì muốn điều tốt nhất cho Anan nhưng điều họ làm khiến cô còn đau khổ hơn trước đây nữa. Cậu điên cuồng không hiểu vì sao họ lại giấu giếm mình về chuyện phẫu thuật chuyển giới. Chẳng có ai quan tâm con nghĩ gì hay con muốn cái gì cả. Anan đau đớn đến mức thậm chí còn nặng lời với cha mẹ của mình. Ngày hôm sau cậu một mình đi tới gặp bác sĩ Ly và nói rằng bản thân không biết sẽ trở thành gì nếu lúc trước không làm phẫu thuật. Và khi cậu thấy biểu hiện lắp bắp của ông bác sĩ thì cậu liền hiểu bản thân cũng chỉ là một thành công trong y tế khác của lão già đó mà thôi. Vì thế Anan muốn trả thù lão bác sĩ đó theo chính cách của bản thân. Anan về nhà và trong tâm trí điên cuồng đó thì cô đã thay một cái váy trắng tinh khôi rồi còn make up nữa. Cô vừa nhảy vừa dùng nước hoa rồi muốn kết thúc cuộc đời này như một người phụ nữ.
bộ phim không chỉ nói tới việc bản thân Anan không có quyền lựa chọn giới tính, mà còn muốn nhắc nhở mọi người về việc lắng nghe giữa cha mẹ và con cái. Hãy để con cái tự quyết định cuộc sống của mình vì không ai biết điều gì là tốt đẹp nhất cả. Đừng ép buộc con cái làm theo điều mình muốn. À mà mấy đứa như con Chi thì tém tém cái mồm lại nha, biết là nó không muốn phản bội đâu nhưng ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại đó. Và đó là toàn bộ nội dung phim Born to be Human, anh em nhớ like với đăng ký kênh Du Kay Review nhé.